Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ca ngợi sự phát triển kinh tế của Việt Nam trong bối cảnh đại dịch và những thành tích trong cuộc chiến chống tham nhũng mà ông là người phát động tại buổi khai mạc chính thức Đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản hôm 26 tháng Giêng. Trong 9 ngày đại hội diễn ra 5 năm một lần, gần 1.600 đại biểu sẽ bầu ra một đội ngũ lãnh đạo mới. Trong bài phát biểu tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở Hà Nội, ông Trọng, 76 tuổi, nói nền kinh tế Việt Nam duy trì được tốc độ tăng trưởng bình quân khá cao, khoảng 5,9%, và cam kết sẽ tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng. Dù có các vấn đề sức khỏe trong những năm qua, ông Trọng được giới quan sát cho là sẽ tiếp tục dẫn dắt Đảng Cộng sản thêm một nhiệm kỳ nữa. Nếu được bầu, đây sẽ là nhiệm kỳ thứ 3 của ông, người sẽ trở thành Tổng Bí thư tại vị lâu nhất kể từ thời ông Lê Duẩn. Là một trong 5 nước do Đảng Cộng sản lãnh đạo còn lại trên thế giới, ngoài Trung Quốc, Cuba, Lào và Triều Tiên, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP hàng năm là 7% trong 5 năm tới. An ninh được thắt chặt nhiều tháng trước khi đại hội khai mạc, nhiều nhà bất đồng chính kiến bị bắt giam và tuyên án tù nặng nề. Ngay trong những ngày đầu của đại hội, nhiều nhà hoạt động loan báo trên mạng là họ bị an ninh theo dõi, sách nhiễu.